Xin chào anh Hoàng Duy ở Trà Vinh và xin chào anh Võ Diện ở Bắc Ninh. Thì trong cái video này em sẽ kết hợp cả hai cái đơn hàng của hai anh em test trong cùng một video này luôn. Thì đầu tiên em sẽ test cái sản phẩm của anh Hoàng Duy có đặt hàng bên em ở trên sen đỏ và đơn vị vận chuyển là Ninja Van. Anh có đặt hàng bên em là bao gồm hai mạch led nháy theo nhạc V2. Đây, đây là hai mạch. Thì cái mạch led nháy theo nhạc này nó được uh, cấu tạo một cách uh, rất là dễ sử dụng. Ở trên đây nó đã thích hợp cho chúng ta một cái uh, một cái micro để nó có thu được cái âm thanh xung quanh và nó sẽ led nó sẽ nháy theo nhạc. Còn nguồn chúng ta cấp vào bằng jack micro USB 5V ở đây. Chúng ta cấp 5V vào đây là là là, là đèn nó sẽ hoạt động luôn chứ không cần phải uh, đấu nguồn gì cả. Trên đây được tích hợp hai bên, mỗi một bên là 10 led, tổng cái mạch này nó là 20 led. Thì bây giờ mình đã chuẩn bị một cái cục sạc điện thoại đây rồi có một cái jack micro USB, chúng ta hay gọi là jack sạc Samsung đấy, ngày trước ta chúng ta hay gọi như vậy. Thì các bạn chỉ việc cấp nguồn vào đây. Thì như vậy là hiện tại bây giờ hiện tại bây giờ như các bạn thấy khi mình nói thì nó sẽ LED nháy theo nhạc, nó sẽ nháy lên đấy, theo cái uh, biên độ âm thanh. Thì ở trên cái sản phẩm này nó có một cái biến trở tinh chỉnh màu xanh dương nằm ở đây. Các bạn có thể điều chỉnh cái độ nhạy âm thanh nó lên như thế này hoặc là nó độ nhạy nó cao hơn thì chúng ta sẽ sử dụng bằng cái tu vít hai cạnh chúng ta xoắn cái núm đồng ở nơi cái biến trở màu xanh dương này các bạn xoắn ngược kim đồng hồ hoặc là theo kim đồng hồ thì nó sẽ thay đổi độ nhạy ví dụ như bây giờ mẹ các bạn thấy maximum của nó cái lời mình đang nói ra thì nó đến cái bóng cuối cùng nhưng bây giờ mình sẽ chỉnh cho nó thấp bớt đi đang tùy theo cái nhu cầu của anh em sử dụng cần độ nhạy bao nhiêu thì anh em sẽ điều chỉnh bấy nhiêu cho nó phù hợp nhé. Bây giờ mình đang xoắn ngược chiều kim đồng hồ để cho nó có thể giảm cái biên độ này xuống. Đấy thì như vậy là anh em thấy là hiện tại bây giờ nó đã có cái giảm rồi đấy. Nó không lên được đến bóng trên cùng này nữa rồi. Mà nó chỉ lên đến cái đèn xanh dương số 4 hoặc số 5 này thôi. Như vậy là đây là cách để chúng ta điều chỉnh cái biên độ, à, cái độ nhạy của âm thanh đầu vào. Ok và như vậy là các bạn thấy ở trên cái sản phẩm này thì nó sẽ sử dụng bằng led màu xanh lá cây, màu xanh dương và màu đỏ. Thì như bạn thấy là có 3 led xanh lá cây này Sau đến 3 led màu xanh dương Và cuối cùng là 4 led đỏ nằm ở trên đây Như vậy là tất cả tính năng của cái sản phẩm này hoạt động rất tốt Tất cả các led đều sáng hoàn hảo Và cách cài đặt thì nó cũng ok Sản phẩm này hoạt động rất tốt rồi này Mình để sang một bên lát mình đánh dấu ký hiệu này Tiếp tục sản phẩm số 2 của anh Hoàng Duy Rồi như vậy là các bạn thấy là Cả hai bên led đều sáng đầy đủ, không có cái led nào bị lỗi gì cả nhá. Bây giờ em lại chỉnh cái độ nhạy nó xuống để xem là nó có chỉnh được không nhá. Alo, 1 2. Chúng ta xoắn nhiều vòng nhá. Xoắn nhiều vòng thì nó sẽ chỉnh được độ nhạy. Đấy. Thì như vậy là em đã chỉnh xuống cái độ nhạy nó nó nhỏ hơn rồi. Như vậy là nó chỉ lên đến cái led số số 8 này thôi, hoặc là nói to lắm thì nó lên đến led số 9. Như vậy là cái sản phẩm số 2 này hoạt động cũng rất tốt. Rồi em để sang một bên, như vậy là của anh Hoàng Duy, hai sản phẩm này hoạt động rất tốt. Để đây lát nữa thì em đánh dấu ký hiệu này. Bây giờ tiếp tục em sẽ test cái sản phẩm của anh Võ Diện ở Bắc Ninh. Thì cách test cũng tương tự như vậy thôi. Chúng ta thấy là hiện tại bây giờ tất cả 20 led ở trên đây đều sáng rất là hoàn hảo và không có cái nào nó bị lỗi, à, bị cháy. Alo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi bây giờ em sẽ chỉnh cái độ nhạy nó xuống nhé. Đấy rất là đơn giản. Cái mạch này chúng ta chỉ việc cấp nguồn chỉnh độ nhạy và sử dụng. Rất là đơn giản đúng không ạ? Đấy, bây giờ em đã chỉnh xuống đến đây rồi. Ok và như vậy là cái sản phẩm số 3 này của anh Võ Diện cũng hoạt động rất tốt. Bây giờ em sẽ tiến hành rút nguồn ra. Đánh dấu ký hiệu lên toàn bộ sản phẩm ở đây để gửi hàng cho các anh nhé. Và anh Võ Diện đặt hàng của bên em ở trên Shopee. Và đơn hàng của anh được vận chuyển bởi đơn vị vận chuyển Shopee Express. Đây là của anh anh Duy này. Tiếp tục là anh Diện anh diện này thì thực tế ra cái đơn hàng này bên em cũng đã test rồi nhưng mà test trong cái video tổng hợp ấy nhưng mà em tiện trong video này thì em quay luôn đầu tiên là ký hiệu của sản phẩm anh diện này ok và ký hiệu sản phẩm của anh anh duy Như vậy là em xin cảm ơn hai anh đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em Cảm ơn các bạn đã theo dõi video Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo Nếu bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm các bạn vui lòng liên hệ vào số điện thoại Zalo ở trên tiêu đề video hoặc các bạn có thể truy cập vào link kiện 789.vn để đặt hàng hoặc là đơn giản nhất là các bạn xuống cái phần bình luận video này sẽ thấy cái link mua hàng ở trên shopee sen đỏ và Lazada các bạn tích trực tiếp vào đó các bạn đặt hàng cũng được nhé cuối cùng thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo